Ôi trời. Dậy rồi em ơi. Ừ. Úi dậy rồi à? Bé dậy lâu chưa? Để bé ra nhá. Nào bé ra nào, bé em ra nào. Ngoan quá. Không mút tay rồi nhá. Nha, không mút tay nhá. Đấy, ngoan đấy nha. Không mút tay là ngoan nha. Để bé em ra ngoài nào. Con chăm em hả? Ui giỏi quá nhỉ. Thế em uống sữa phải không? Ủa em uống được nhiều chưa? Hả? Đây là mẹ để mẹ cho em uống đi nhá. Em uống rồi. Giỏi quá, anh cho em uống giỏi ấy nhỉ. Nè. Ủa em không uống nữa. Em uống no rồi à? Em uống nhiều sữa không ta? Giỏi thế nhỉ. Ui giời. Rồi chăm vào đây nha, để mẹ bé Tiki đi tắm nha. Nha. Bé Tiki đi tắm nha. Không rồi á. Đi theo mẹ á. Vào trong em hả? Thôi để mẹ bé em đi tắm đi nhá. Ca đi tắm với em hả? Rồi đi xuống nhá.
Ơi là ca, ca yên đi để cho mẹ cởi bím nha em nó. Ôi giời giời giời, ngoan ngoan ạ. Yên mẹ cởi nha. Rồi ca ngồi xuống đây bác. Con ngồi xuống đi. Đi. Thoải mái để mẹ tắm cho em nhé. Xuống. Giỏi nha. Nào vậy em tắm này. Rồi 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 rồi. Rồi con ngồi xuống đi con. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cà ơi, cà ngồi xuống ghế đi con, mẹ ngồi lên đây này. Đi. Đây mẹ để ghế mà đi ngồi này. Đây. Ngồi con bên này. Bên đấy. Ghế của mưa ngay 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 mưa. Mát nhỉ. Mát quá. Xong rồi, xong rồi. Rồi, rồi, rồi. Xong rồi. Ca ơi. Nào anh ca. Anh ca chăn em này. Và anh ca cho uống sữa nữa nha. Mai anh ca cho em uống sữa nữa nha. Rồi con ngồi đây nha, để bỏ lấy khăn bông cho em. Để em ngủ đi.